Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài số 17, tim và mạch máu. Bài này có tất cả là 3 phần. Phần thứ nhất, cấu tạo của tim. Phần thứ hai, cấu tạo của mạch máu. Và phần thứ ba, chu kỳ co giãn của tim. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu cấu tạo của tim. Các em nhìn cho cô cái hình ở phía bên tay phải và cho cô biết vị trí cũng như là hình dạng của quả tim. Rồi, như chúng ta đã học thì tim có hình chóp, đỉnh quay xuống dưới và phần đáy nó sẽ hướng lên phía trên. Tim nằm giữa hai lá phổi và hơi lệch sang lá phổi phía bên tay trái, phần bên trái của lồng ngực. Cấu tạo ngoài của tim sẽ gồm những gì? Mình sẽ thấy là nhìn bên ngoài quả tim sẽ có một lớp màng mỏng bao bọc, mình gọi là lớp màng tim, được cấu tạo bằng mô liên kết. Và trên bề mặt của quả tim chúng ta sẽ thấy có những động mạch vành. Những động mạch này nó sẽ làm nhiệm vụ dẫn máu để nuôi quả tim. Dựa vào mặt trước và mặt sau của quả tim, chúng ta sẽ điền từ thích hợp vào ô trống. Các bạn nhìn thấy những cái ống nối với quả tim thì những cái ống này đó là tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. Và đồng thời còn có động mạch chủ và động mạch phổi. Trên bề mặt quả tim là các động mạch vành để nuôi quả tim, cô có giới thiệu ở phần trước. Tiếp theo là hai tâm, ở phía trên là hai tâm nhĩ, trái và phải của quả tim. Bên dưới là hai tâm thất, trái và phải. Đây là hình quả tim bổ dọc. Chúng ta sẽ thấy rõ bên trong của quả tim gồm có 4 ngăn, hai tâm nhĩ ở phía trên và hai tâm thất ở phía dưới. Thì tâm nhĩ sẽ có nhiệm vụ là bơm máu đến tâm thất, nhĩ phải thì bơm máu đến tâm thất phải và nhĩ trái bơm máu tới tâm thất trái. Giữa tâm nhĩ và tâm thất sẽ có một cái hệ thống gọi là van, và cái van này nó giúp đảm bảo cho máu chỉ vận chuyển theo một chiều nhất định, tức là chỉ được phép đi từ tâm nhĩ xuống tâm thất mà không được phép đi ngược lại. Vậy thì tâm thất sẽ có chức năng gì ha? Tâm thất sẽ có chức năng đó là với tâm thất phải thì nó sẽ bơm máu cho động mạch phổi để đi trao đổi khí ở phổi nhằm thực hiện vòng tuần hoàn nhỏ. Còn với tâm thất trái thì nó thực hiện chức năng bơm máu cho động mạch chủ để đi nuôi cơ thể, thực hiện vòng tuần hoàn lớn. Và tuy là mình nhìn thấy là các cái tâm của quả tim có vẻ như tâm nhĩ nhỏ hơn tâm thất, nhưng thật ra cái lượng máu chứa trong 4 ngăn tim là đều nhau. Nhưng mà thành của các 4 ngăn này nó sẽ khác nhau. Thành cơ tim dày nhất sẽ là thành của tâm thất trái. Nguyên nhân là bởi vì tâm thất trái bơm máu đi lên động mạch chủ, mà đường đi của động mạch chủ rất xa, từ tim đi lên hết các cơ quan bộ phận trên đầu và từ tim đi xuống hết các cơ quan bộ phận bên dưới. Cho nên thành của tâm thất trái phải dày nhất để đảm bảo cho cái lực bóp nó mạnh thì cái tâm thất nó sẽ không có bị vỡ. Và cái thành mỏng nhất sẽ là thành của tâm nhĩ phải. Bây giờ các em sẽ ghi những cái thông tin của phần 1 La mã cấu tạo của tim vào tập nhé. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần 2 La mã cấu tạo của mạch máu. Đây, ở trên hình là các loại mạch máu, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
Đầu tiên là có hai câu hỏi dành cho các em. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta quan sát hình 17.2 trong sách giáo khoa, cũng là hình bên cạnh, cho biết có những loại mạch máu nào? Và câu hỏi số 2, nêu cấu tạo và chức năng của các loại mạch máu đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời cho hai câu hỏi phía trên nhé. Đầu tiên có tất cả là ba loại mạch máu, đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Bây giờ các em sẽ nhìn hình kế bên cũng như là bảng. Chúng ta sẽ thấy thứ nhất là về cấu tạo thành mạch thì cả động mạch và tĩnh mạch đều có ba lớp. Lớp ngoài cùng là mô liên kết, lớp giữa là cơ trơn, lớp trong cùng là biểu bì. Nhưng với động mạch thành sẽ dày hơn so với tĩnh mạch. Còn lớp mao mạch thì nó chỉ có một lớp duy nhất là lớp biểu bì. Về cấu tạo lòng bên trong thì tĩnh mạch rộng nhất, tiếp đến là động mạch và hẹp nhất sẽ là mao mạch. Về các đặc điểm khác, chúng ta sẽ thấy động mạch có động mạch chủ rất là lớn và chia ra nhiều động mạch nhỏ hơn. Và một điểm đặc biệt nữa là do động mạch nhận máu từ tim co bóp với áp lực lớn, cho nên là khi máu chảy trong mạch máu nó sẽ chảy theo nhịp, vì vậy chúng ta sẽ nghe được tiếng động, cho nên chúng ta gọi là động mạch. Với tĩnh mạch thì thành cái lòng bên trong của tĩnh mạch nó sẽ có hệ thống van một chiều để giúp cho máu chảy một chiều, và với mao mạch thì bên trong nó nhỏ và nó phân nhánh nhiều tại các cơ quan bộ phận. Về chức năng, động mạch sẽ có nhiệm vụ là dẫn máu từ tim đi đến các cơ quan và bộ phận của cơ thể với vận tốc và áp lực lớn. Tĩnh mạch ngược lại dẫn máu từ khắp các tế bào cơ quan về tim với vận tốc và áp lực nhỏ. Còn mao mạch là mạch máu giúp thực hiện chức năng trao đổi chất, nó nằm ngay tại các tế bào và các cơ quan bộ phận của cơ thể. Bây giờ các em sẽ ghi những thông tin về cấu tạo mạch máu vào tập nhé. Rồi bây giờ cô và các em sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu phần ba la mã chu kỳ co giãn của tim. Các em quan sát hình và điền vào chỗ trống trong đoạn văn kế bên. Bây giờ cô và các em sẽ cùng sửa nhé. Trong một chu kỳ tim, tâm nhĩ làm việc 0,1 giây và nghỉ 0,7 giây. Tâm thất làm việc 0,3 giây và nghỉ 0,4 giây. Tim nghỉ hoàn toàn 0,4 giây. 1 phút có 75 chu kỳ co giãn của tim, nhịp tim. Rồi như vậy phần này là như thế nào? Tim chúng ta sẽ nó sẽ hoạt động theo chu kỳ. Mỗi một chu kỳ sẽ gồm tất cả là 3 pha. Các em nhìn hình, các em sẽ thấy rất là rõ. Bắt đầu của chu kỳ là pha nhĩ co, rồi đến pha thất co và pha giãn chung. Đầu tiên với pha nhĩ co thì kéo dài 0,1 giây. Trong 0,1 giây này, tâm nhĩ nó sẽ co lại để đẩy máu xuống tâm thất. Khi tâm nhĩ làm việc, thì tâm thất nó sẽ không làm việc. Như vậy là tâm nhĩ làm việc 0,1 giây, và còn lại thời gian còn lại là 0,7 giây là tâm nhĩ sẽ nghỉ. Tiếp tục hết pha nhĩ co đến pha thất co. Khi pha thất co tức là lúc này tâm thất sẽ co lại và đẩy máu lên hai động mạch là động mạch phổi và động mạch chủ. Thời gian để tâm thất co kéo dài 0,3 giây. Như vậy tâm thất sẽ làm việc 0,3 giây, còn lại 0,5 giây là nó sẽ nghỉ ngơi. Hết pha thất co sẽ qua pha giãn chung. Pha giãn chung lúc này thì cả tâm nhĩ và tâm thất đều giãn ra không co lại, tức là cả tâm nhĩ và tâm thất cùng nghỉ ngơi không hoạt động. Như vậy tổng thời gian của một chu kỳ co giãn là 0,8 giây. Tương ứng với một nhịp đập của quả tim. Thì trong 0,8 giây này chúng ta thấy rõ là tim tức là tâm nhĩ và tâm thất chỉ làm việc 0,4 giây và nghỉ phân nửa là 0,4 giây.
Và trong 1 phút mà người ta đếm được là có tổng cộng 75 chu kỳ co giãn của tim, hay còn gọi là 75 nhịp đập á, người ta còn gọi đó là nhịp tim. Bây giờ các em sẽ quan sát hình và điền vào bảng sau. Các ngăn tim co và nơi máu được bơm tới. Thì khi tâm nhĩ trái co, máu được bơm tới tâm thất trái. Tâm nhĩ phải co, máu sẽ bơm tới tâm thất phải. Tâm thất trái co thì máu được bơm đến động mạch chủ, và tâm thất phải co, máu sẽ được bơm đến động mạch phổi. Vậy thì dựa vào chu kỳ hoạt động của tim, hãy giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không bị mệt. Chúng ta thấy thời gian hoạt động của tim là 0,4 giây, và thời gian nghỉ ngơi là 0,4 giây. Như vậy thì tim vừa hoạt động cũng có vừa nghỉ ngơi, do đó là giúp cho cái cơ tim nó được phục hồi và không bị mệt. Một số thông tin mà chúng ta có thể chưa biết, tim của người chúng ta thì đập khoảng 115.000 lần và bơm khoảng 9.092 lít máu mỗi ngày. Đồng thời tim có thể tiếp tục đập ngay cả khi đưa ra khỏi cơ thể. Hầu hết các cơn đau đau tim xảy ra vào thứ hai. Tiếng đập của tim là do các cái van tim đóng và mở để tạo ra cái tiếng đập. Và nụ cười rất tốt cho trái tim của bạn ha, nó giúp giảm căng thẳng và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Bây giờ các em hãy ghi những thông tin của phần chu kỳ co giãn của tim vào tập nhé. Kể tên giùm cô các bệnh tim mạch mà em biết và nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Thì thường những cái bệnh này nó sẽ là các cái bệnh xơ vữa động mạch nè, suy tim, nhồi máu cơ tim, phình tim, hở van tim, tăng huyết áp, tắc nghẽn mạch máu não. Nguyên nhân có thể là do bẩm sinh, sinh ra đã bị, hoặc là do chúng ta sử dụng những cái chất kích thích, bia rượu, thuốc lá, hoặc là do dinh dưỡng không có hợp lý, do tuổi già kéo đến thì cũng sẽ gây ra những bệnh trên. Vậy thì làm thế nào để tim mạch chúng ta khỏe mạnh hơn? Sẽ có những biện pháp sau đây. Thứ nhất là chúng ta nên ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta bỏ hút thuốc lá, ăn uống lành mạnh, giảm chất béo và tăng cường các cái chất xơ, vitamin, rau củ quả và uống nhiều nước. Ngoài ra thì chúng ta nên tập thể dục vừa phải 30 phút trong một ngày và 5 ngày một tuần. Kế đến là chúng ta nên suy nghĩ lạc quan và hạn chế đồ uống có cồn. Đây là hình ảnh của bệnh xơ vữa động mạch thì cô có giới thiệu qua ở những bài trước chúng ta học rồi ha. Và cái cục khi xơ vữa như vậy thì nó tạo thành cái cục máu đông ha, và cục máu đông này khi nó đến não ha thì nó sẽ xuất hiện ngay tại não, thì nó sẽ làm bịt lại cái động mạch của não, và rất dễ gây đột quỵ. Và nếu mà nó đi đến chân ha thì nó sẽ làm cái bệnh cái chân cái máu trong chân đó, nó không lưu thông được, thì nó cũng sẽ gây ra các cái bệnh đau mỏi nhất về chân. Rồi đây những cái biện pháp mà cô đã kể ở trên để giúp cho tim của chúng ta khỏe mạnh, đó là chúng ta ăn uống khoa học nè, chúng ta cười nhiều, chúng ta tập thể dục và chúng ta nói không với thuốc lá cũng như rượu bia và các chất có cồn. Bây giờ chúng ta qua một số câu hỏi để xem chúng ta ôn lại bài hôm nay như thế nào. Câu hỏi đầu tiên, loại mạch nào có lòng trong hẹp nhất? Câu trả lời chính là mao mạch. Giữa tâm thức với tâm nhĩ và tâm thức với động mạch thì có van, vậy thì vai trò của cái van đó là gì? Câu trả lời chính là đảm bảo cho máu lưu thông theo một chiều. Loại mạch máu nào có chức năng dẫn máu từ khắp các tế bào về tim với vận tốc và áp lực nhỏ?
Chắc chắn câu trả lời sẽ là câu B, tĩnh mạch. Tim co theo chu kỳ, mỗi chu kỳ sẽ gồm có mấy pha? À, chúng ta vừa học xong có tổng cộng là 3 pha. Các pha trong mỗi chu kỳ tim diễn ra theo trình tự trước sau như thế nào? À, câu trả lời đúng là câu D, pha nhĩ co xong rồi đến pha thất co và đến pha giãn chung. Hướng dẫn về nhà, các em sẽ học cho cô bài 17, sau đó các em chép bài đầy đủ vào tập và các em xem trước cho cô bài số 18, vận chuyển máu trong hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn. Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.